Hi World, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh. Đối với mình, những từ vựng trong tiếng Anh mà có chữ L đứng giữa hoặc đứng cuối thì rất là khó. L không phải là loser mà chính là let's go. Để đọc chữ L đứng giữa hoặc đứng cuối trong một từ vựng tiếng Anh, đầu tiên chúng ta sẽ phải phát ra âm ờ nhẹ thôi. Bước thứ hai, chúng ta sẽ lấy lưỡi chạm răng cửa, miệng hơi cười. Bây giờ mình sẽ để lại hai tiếng âm ờ, một cái chưa cong lưỡi và một cái cong lưỡi để mọi người tự so sánh nghe âm thanh của nó khác nhau như thế nào nha. Như vậy, để đọc được âm L đứng giữa hoặc đứng cuối trong một từ vựng tiếng Anh, chúng ta sẽ phát ra âm ờ nhẹ, sau đó lưỡi sẽ cong lên chạm vào răng cửa phía trên. Và đặc biệt, chúng ta sẽ không chu môi, miệng hơi cười, phát ra âm ồ, ồ, ồ. Một lần nữa, để đọc âm ồ cho chính xác, chúng ta sẽ phải lấy lưỡi chạm lên răng cửa phía trên. Và đặc biệt, môi chúng ta sẽ không chu. Mình đang đọc tiếng Anh chứ chúng ta không có đang thả thính ai hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành đọc các từ vựng trực tiếp. Thì mình sẽ liệt kê ra những từ vựng theo thứ tự bảng chữ cái trong tiếng Anh. Tuy nhiên có hai chữ cái, đó là chữ U với chữ X, mình không có kiếm ra được từ vựng nào phù hợp. Chúng ta sẽ bỏ hai từ đó ra nhé. Lưu ý bự đùng, cách phát âm và ký hiệu phiên âm đều theo từ điển Cambridge. Cách nên phát âm sẽ theo tiếng Anh Mỹ. Và bản xứ ở quốc gia địa phương vùng lãnh thổ khác nhau sẽ có các cách âm khác nhau. Từ bé cho đến lớp 12, giáo viên chỉ dạy tiếng Anh giọng Anh, nhưng phim ảnh video trên YouTube mình xem đều là của Mỹ, nên tiếng Anh Mỹ sẽ là tiếng Anh mà mình theo. Quay lại với video, chúng ta sẽ có 7 từ đầu tiên. All ball cool doll eel full goal. 6 từ tiếp theo. Hill ill Jill Kyle lol milk. 7 từ kế tiếp. Nile oil pile quail roll salt tell. Và chúng ta đã đến với những từ cuối cùng. Veal will yell zeal. Ok, và vừa rồi là những từ vựng một âm tiết mà tận cùng là chữ L. Và để tăng độ khó hơn, mình sẽ cho mọi người những câu tongue twisters, những câu xoắn lưỡi nho nhỏ để chúng ta có thể thử thách chính bản thân mình. Jill was full. Jill didn't eat her meal. Jill hates eels for meals. The eels always need more salt. All Jill wants for her meal is veal. All Jill wants for her meal is some quails, or else Jill will yell. Như vậy, chữ L đứng cuối hoặc đứng giữa trong một từ vựng bất kỳ trong tiếng Anh, chúng ta sẽ đọc là O. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ đọc ờ nhẹ. Thứ hai, lưỡi sẽ cong và chạm vào răng cửa phía trên. Đặc biệt, miệng phải hơi cười và không chu môi. Hy vọng mọi người sẽ thành công. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Chào tất cả mọi người. Goodbye.